tháng 11 giờ chắc này là về đó. Theo ngày 2 năm vậy trước kia là chút trung bình là 600 ngàn. Cái bao này là bao xi măng. Dạ. Vậy cái mình người ta tôi làm nay cũng nghề ốc này nay cũng 2 năm rồi. Mà hồi đầu tiên thì có thằng em nó mần nó cũng giấu nghề vậy, nó không có chỉ. Rồi sau tôi tìm hiểu tôi thấy sao nó ngày nào cũng 700-800 ngàn đó, mà không thể né à. Rồi tôi mới tìm tòi, rồi tôi mới hỏi thăm nó, bắt buộc nó phải ta chỉ. Nó chỉ cũng không nhiệt tình nữa. Rồi tôi mới tìm tòi, rồi tôi mới học hỏi. Tôi làm thì bây giờ đó thì một ngày thu nhập thì có thể về ốc thì 50-60 ký, đó là trung bình. Còn thu nhập thì tiền thì 500-600 ngàn. Về sáng á thì cơm nước xong xuôi rồi cái đi vũ khoảng chừng 11 giờ rưỡi là về. Sản lượng thì mỗi ngày là vậy, 50-60 ký. Khi nào mà trúng thì 70-80 ký, có khi lên đến cả 100 nữa, 10 ngàn ký vậy đó. Trước tiên thì tôi đi xe, rồi cái mình nhảy xuống mò thử mấy cái cây, coi mấy cái cây coi nó có ốc nó đeo vô không. Nếu nó đeo thì chỗ đó có ốc, còn nếu nó không đeo thì coi như chỗ đó không có ốc. Miệng ốc đắng này đặc điểm của nó là nó đeo vô cây. Còn có ốc gạo thì nó ở dưới đất. Như cái này mình bắt thì không có ốc gạo, ốc đắng không, nó đeo vô cái bao ốc đắng không. Thấy anh em khốn khổ quá, tôi cũng chỉ cách, chỉ thiệt tình. Anh em làm được, anh em cũng phấn khởi, cũng mừng lắm. Hồi nãy cái đường mình chạy về đó là hai anh ở ngay trăng cho cái cầu đó đó. Hai anh đó. Ngày nào anh cũng có thu hoạch 200-300. Từ chỗ đó mà mấy anh đỡ đi bằng hồ, đỡ đi bằng mướn. Về có cái thu nhập này cũng trang trải nợ nần nó cũng được. Hai nữa là nó cũng ổn định cái cuộc sống. Mỗi năm thì mắc mua phân thiếu chịu. Nhưng mà năm nay thì mua phân không thiếu chịu. Mua phân trả tiền mặt, thuốc trả tiền mặt. Thì năm công ruộng này thì mặn thì tới mùa rồi thì mình bán rồi là cái như mình thu hoạch tròn vẹn, không có trả nợ nần gì hết.